Mến chào quý vị khán giả đang đồng hành cùng kênh Tin Mới. Chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe và có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng tôi. Ngày hôm nay đã xảy ra những sự kiện gì, tình hình an ninh thế giới có gì đặc biệt? Quý vị và các bạn hãy cùng cập nhật với chúng tôi qua phần điểm tin chính. Núi lở vùi lấp nhà máy thủy điện ở Quảng Ngãi. Mưa lớn khiến núi lở cuốn theo hàng nghìn mét khối đất đá vùi lấp nhà máy thủy điện Cà Tinh ở huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi. Khoảng 18 giờ 20 phút ngày 10 tháng 10, núi lở cuốn theo đất đá sạt xuống vùi lấp nhà máy thủy điện Cà Tinh, xã Trà Lâm, huyện vùng cao Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi. Theo một số công nhân, đất đá vùi lấp ít nhất một tổ máy của nhà máy thủy điện. Một công nhân trực tổ máy đến tối nay vẫn chưa thể liên lạc được. Trao đổi với tin tức 24 giờ, ông Đặng Minh Thảo, bí thư huyện ủy Trà Bồng, Quảng Ngãi, xác nhận sự việc trên. Đất đá kèm theo nước lũ chảy như thác đổ nên chúng tôi chưa thể tiếp cận hiện trường. Hiện chủ đầu tư vẫn chưa xác định núi lở có vùi lấp công nhân của họ hay không, ông Thảo nói. Thủy điện Cà Tinh là nhóm các thủy điện xây dựng trên dòng sông Hà Đôi ở xã Trà Lâm và xã Trà Xuân, huyện Trà Bồng. Thủy điện Cà Tinh có 2 bậc, tổng công suất lắp máy 12 MW với 3 tổ máy, sản lượng điện hàng năm khoảng 42 triệu kWh, khởi công năm 2018, hoàn thành năm 2020. Bậc thủy điện Cà Tinh 1 có công suất lắp máy 7 MW, sản lượng điện hàng năm khoảng 23,84 triệu kWh. Đập tạo hồ nước Cà Tinh 1 trên sông Hà Doi ở thôn Trà Xanh, xã Trà Lâm dẫn nước theo hầm hướng đông bắc dài khoảng 3 km đến nhà máy điện. Bậc thủy điện Cà Tinh 2 có công suất lắp máy 5 MW, sản lượng điện hàng năm khoảng 17,47 triệu kWh. Đập tạo hồ nước Cà Tinh trên sông Hà Doi ở phía dưới suối Cà Tinh khoảng 300 m xả nước ra sông Trà Bồng. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi, từ đêm qua đến chiều ngày 10 tháng 10, mưa lớn 150-390mm khiến mực nước trên các sông dâng nhanh. Dự báo đến tối nay, sông Trà Câu ở thị xã Đức Phổ vượt mức báo động 3 là 0,5m. Sông Vệ đi qua huyện Nghĩa Hành, Tư Nghĩa trên mức báo động 3 là 0,2m. Đến tối cùng ngày, Quảng Ngãi sơ tán ít nhất 5.000 người dân vùng trũng thấp đến vùng cao tránh lũ và ra khỏi vùng lở núi đến nơi an toàn. Mưa lớn ở miền Trung nhiều nơi đạt kỷ lục, một tổ máy thủy điện bị vùi lấp. Hôm nay ngày 11 tháng 10, các tỉnh miền Trung tiếp tục đón mưa lớn, nhiều nơi mưa rất lớn, lũ tiếp tục dâng trên nhiều dòng sông, nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất, ngập úng diện rộng. Một số điểm có mưa lớn kỷ lục. Do tác động của không khí lạnh kết hợp với gió đông hoạt động mạnh nên từ tối qua đến sáng nay ngày 10 đến ngày 11 tháng 10, miền Trung và phía Bắc khu vực Tây Nguyên đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Khu vực Nam Trung Bộ và Nam Mộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Riêng các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa to đến rất to với lượng mưa tính từ 7 giờ ngày 10 tháng 10 đến 3 giờ ngày 11 tháng 10, phổ biến 150-400mm, có nơi trên 450mm như Bạch Mã, Thừa Thiên Huế, 563,0mm, Thượng Nhật, Thừa Thiên Huế, 469,6mm, Tam Lãnh, Quảng Nam, 507,6mm, Tam Trà, Quảng Nam, 487,4mm, Trà Hiệp, Quảng Ngãi, 508,0mm, Ba Liên, Quảng Ngãi, 452,4mm. Quảng Nam là nơi có lượng mưa lớn đến mức cực đoan, trong đó lượng mưa đo được tại hồ chứa Thạch Bàn và Vĩnh Trinh từ 7 giờ đến 13 giờ ngày 10 tháng 10, lần lượt là 314mm và 354mm. Khu vực có lượng mưa lớn nhất từ 19 giờ ngày 9 tháng 10 đến 13 giờ ngày 10 tháng 10. Tại khu vực Hồ Vĩnh Trinh đo được là 491mm. Do vậy, từ sáng ngày 10 tháng 10, tại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam bị ngập lụt. Nước lũ tại các huyện Hạ Du, sông Thu Bồn và Vu Gia như Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn, Nông Sơn ngập sâu trong nước và chia cắt với bên ngoài. Nhiều tuyến đường huyết mạch như quốc lộ 14B, quốc lộ 14D, quốc lộ 14H, quốc lộ 40B, đường tránh 610, đường tránh 617, nước ngập sâu từ 0,3 đến 0,6m khiến giao thông nối từ đường Hồ Chí Minh xuống quốc lộ 1A bị tắc. Với lượng mưa quá lớn kéo dài, lượng nước về các hồ thủy lợi thủy điện trên địa bàn các tỉnh Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam rất lớn, buộc nhiều hồ phải xả tràn gây ngập lụt vùng Hạ Du.
Tại các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, từ đêm ngày 9 đến ngày 10 tháng 10 có mưa rất lớn, gây ngập lụt trên diện rộng và sạt lở núi. Tại huyện miền núi Hướng Hóa và Đắk Rông, Quảng Trị, nhiều tuyến đường cầu tràn nước ngập sâu, gây ách tắc giao thông và chia cắt. Dự báo ngày và đêm ngày 11 tháng 10, khu vực Quảng Bình đến Bình Thuận phía bắc của Tây Nguyên tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 70mm, có nơi trên 80mm. Riêng khu vực từ Quảng Ngãi đến Phú Yên có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, có nơi trên 150mm. Do mưa lớn kéo dài, trong hôm nay 11 tháng 10 trên các sông ở Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Bình Định và Kon Tum sẽ xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ trên các sông khả năng ở mức báo động 1, báo động 2, có sông trên báo động 2. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở trung du, vùng núi, ven sông và ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định và Kon Tum. Đề phòng sự cố các công trình thủy điện, thủy lợi nhỏ xung yếu, sạt lở vùi lấp một tổ máy thủy điện ở Quảng Ngãi. Dự báo từ ngày mai, mưa lớn giảm nhanh ở các tỉnh miền Trung, tuy nhiên khoảng ngày 13-15 tháng 10, khu vực Trung và Nam Trung Bộ lại tiếp tục đón một đợt mưa lớn. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Trung Bộ có thể vẫn tiếp tục xảy ra mưa lớn trong thời gian tới. Nguy cơ cao xảy ra lũ, ngập lụt sâu cục bộ tại vùng thấp trũng, sạt lở đất, lũ quét tại vùng núi. Khoảng 18 giờ 20 phút ngày 10 tháng 10, núi lở cuốn theo đất đá sạt xuống vùi lấp nhà máy thủy điện Cà Tinh, xã Trà Lâm, huyện vùng cao Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi. Theo một số công nhân, đất đá vùi lấp ít nhất một tổ máy của nhà máy thủy điện. Một công nhân trực tổ máy đến tối nay vẫn chưa thể liên lạc được. Ông Đặng Minh Thảo, bí thư huyện ủy huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi xác nhận sự việc trên. Đất đá kèm theo nước lũ chảy như thác đổ nên chúng tôi chưa thể tiếp cận hiện trường. Hiện chủ đầu tư vẫn chưa xác định núi lở có vùi lấp công nhân của họ hay không. Ông Thảo nói, thủy điện Cà Tinh là nhóm các thủy điện xây dựng trên sông Hà Doi ở xã Trà Lâm và Trà Xuân, huyện Trà Bồng. Thủy điện Cà Tinh có 2 bậc, tổng công suất lắp máy 12 MW với 3 tổ máy, sản lượng điện hàng năm khoảng 42 triệu kWh. Khởi công năm 2018, hoàn thành năm 2020, bậc thủy điện Cà Tinh 1 có công suất lắp máy 7 MW, sản lượng điện hàng năm khoảng 23,84 triệu kWh. Đập tạo hồ nước Cà Tinh 1 trên sông Hà Doi ở thôn Trà Xanh, xã Trà Lâm dẫn nước theo hầm hướng đông bắc, dài khoảng 3 km đến nhà máy điện. Bậc thủy điện Cà Tinh 2 có công suất lắp máy 5 MW, sản lượng điện hàng năm khoảng 17,47 triệu kWh. Đập tạo hồ nước Cà Tinh trên sông Hà Doi ở phía dưới suối Cà Tinh khoảng 300 mét, xả nước ra sông Trà Bồng. Ngày 10 tháng 10, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ký công điện của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chủ động ứng phó mưa lũ tại các tỉnh Trung Bộ. Thủ tướng yêu cầu Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ, ngành, địa phương tuyệt đối không được chủ quan, tiếp tục tập trung lãnh đạo chỉ đạo, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo chỉ đạo của Thủ tướng. Ủy ban nhân dân các tỉnh thành tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, ra soát chủ động sơ tán nhân dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực có nguy cơ xảy ra ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất, bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân tại các khu vực có nguy cơ bị chia cắt do ngập sâu, sạt lở, sẵn sàng tổ chức cứu trợ cho các hộ dân có nguy cơ thiếu đói. Mưa lớn gây ngập, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở Quảng Ngãi, Quảng Trị. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, tại tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Trị có mưa to đến rất lớn, gây ngập úng, làm ách tắc giao thông, đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm ngày 9 tháng 10 đến 13 giờ ngày 10 tháng 10, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có mưa rất lớn, phổ biến từ 120 đến 240 mm. Hiện mực nước lũ tại các sông của tỉnh đang lên nhanh tại trạm sông Vệ 3,43m dưới mức báo động 2 là 0,07m. Trạm Trà Câu, sông Trà Câu 5,17m dưới mức báo động 3 là 0,33m. Trạm Trà Khúc, sông Trà Khúc 3m dưới mức báo động 1 là 0,5m. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, chiều đến tối nay ngày 10 tháng 10, lũ trên các sông tại Quảng Ngãi tiếp tục lên, đỉnh lũ có khả năng như sông Trà Câu tại trạm Trà Câu 6m, trên mức báo động 3 là 0,5m, sông Vệ tại trạm sông Vệ 4,7m, trên mức báo động 3 là 0,2m, sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc 5,5m, trên mức báo động 2 là 0,5m.
sông Trà Bồng tại trạm Châu Ổ dao động ở mức báo động 1, cấp độ rủi ro thiên tai do lũ tại Quảng Ngãi ở cấp 2. Mưa lớn kéo dài khiến nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở sườn dốc, ven sông, suối, ngập các ngầm, cầu tràn tại các huyện miền núi như Trà Bồng, Sơn Hà, Sơn Tây, Ba Tơ và Minh Long. Nguy cơ ngập lụt trên diện rộng tại các vùng trũng thấp ven sông tại các địa phương thuộc huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức, thị xã Đức Phổ và thành phố Quảng Ngãi. Đặc biệt tại các xã ven sông Vệ, sông Phước Giang như Hành Tín Đông, Hành Tín Tây, Hành Dũng, Hành Nhân, thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, ven sông Trà Câu như Phổ Văn, Phổ Thuận, Phổ Ninh, thị xã Đức Phổ. Khu vực các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị có nơi mưa rất to. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi đã có công điện số 08 đề nghị các huyện, thị, xã, thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa trên địa bàn, thông tin thông báo kịp thời đến người dân trong khu vực nhằm chủ động các biện pháp ứng phó, tập trung kiểm tra rà soát và kịp thời huy động lực lượng tổ chức sơ tán, di dời các hộ dân vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu, vùng có nguy cơ bị chia cắt đến nơi an toàn. Các địa phương bố trí lực lượng canh gác 24/24 giờ, cắm biển cảnh báo và quyết liệt trong việc ngăn cấm người dân đi lại qua các khu vực nguy hiểm như ngầm, tràn, tuyến đường bị ngập sâu, sạt lở, tạm dừng hoạt động các đò ngang và không để người dân đánh cá, vớt củi trên sông trong thời gian có mưa, lũ. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh sẵn sàng lực lượng, phương tiện để thực hiện công tác ứng phó mưa lũ và chỉ đạo các cơ quan trực thuộc phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn địa phương để tổ chức các biện pháp ứng phó mưa lũ trên địa bàn, hướng dẫn phân luồng, kiểm soát phương tiện giao thông hoạt động tại các khu vực bị ảnh hưởng của mưa lũ, bảo đảm an toàn. Còn tại tỉnh Quảng Trị, từ ngày 9 đến sáng ngày 10 tháng 10 có mưa to đến rất to. Cụ thể, tổng lượng mưa phổ biến từ 70-120mm, một số nơi cao như Ba Lòng, Đắk Rông 242mm, Triệu Ái, Thiệu Phong 195mm. Mưa lớn khiến nhiều ngầm tràn ở hai huyện miền núi Hướng Hóa và Đắk Rông bị ngập nước, gây ách tắc giao thông và chia cắt cục bộ một số khu vực. Tại huyện Hướng Hóa, ngầm tràn trên địa bàn các thôn bị ngập nước như A Rơi, xã Ba Tầng, A Sóc, xã Lìa, Ván Ri, xã Húc, Ba Xía, xã Hướng Lộc, Thanh Ô, xã Thanh, Hồ, xã Hướng Sơn khiến việc đi lại bị ách tắc. Còn tại huyện Đắk Rông, mưa lớn cũng làm nước sông dâng cao gây ngập một số ngầm tràn ở các thôn như A Rồng Trên, A Đen, xã A Ngo, Lý Tôn, xã Tà Long, Ba Lòng, xã Ba Lòng. Tại các ngầm tràn bị ngập nước, lực lượng chức năng đã chốt chặn ứng trực 24/24 giờ để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường và gió đông trên cao, nên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị trong ngày và đêm ngày 10 tháng 10 dự báo có mưa, mưa vừa, có nơi mưa với tổng lượng mưa phổ biến vùng đồng bằng đạt từ 20-50mm, vùng núi 40-70mm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét ở vùng núi, sạt lở ở sườn dốc, ven sông các huyện Hướng Hóa, Đắk Rông, Cam Lộ và phía tây huyện Vĩnh Linh, công trình điện gió, công trình thi công ven sông, sạt lở tại các vùng dân cư khu vực miền núi. Nguy cơ ngập úng vùng thấp trũng, ngập lụt vùng hạ du các sông, ngầm tràn và đường giao thông vùng đất thấp, ngập úng cục bộ đô thị, mực nước trên các sông ở Quảng Trị hiện ở mức dưới báo động 1. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận được những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình.